Hội đầu, phần đầu, một phẩm duyên khỏi Tôi nghe như vậy, một thời nọ Phật ở trên đỉnh núi Thiếu Phong thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại bí xô gồm 1.250 vị đều là A-La-Hán, các lậu đã hết, phiền não không còn sanh khỏi lại nữa, đạt được tự tại chân thật. Tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như tập ngựa khôn cũng như rồng lớn, đã làm việc cần làm, đã xong việc cần xong, bỏ các gánh nặng mới được lợi mình, cắt các trói buộc, biết đúng, đã giải thoát, đã tâm tự tại, rốt giáo cùng tột. Chỉ có một mình Ananda mới chứng quả dự lưu, còn ở trình độ cần phải tu học, đại ca Diếp Ba là thượng thủ lại có chúng bí sô ni 500 vị đều là a la hán đại thắng sanh chủ là thượng thủ lại có vô lượng cư sĩ nam cư sĩ nữ đều thấy được sự thật cao cả lại có vô lượng vô số chúng đại bồ tát tất cả đều chứng pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa an trụ trong sự chứng đắc các pháp là hư giả các pháp không thực thể và không mong cầu gì đã chứng hạnh nhẫn nhục bình đẳng đối với các pháp thành tựu bốn sự hiểu biết không chướng ngại bất cứ diễn thuyết một vấn đề gì thì tài biện luận không cùng với năm loại thần thông dạo chơi tự tại đã chứng đắc trí tuệ rất sạch phiền não vĩnh viễn không lui mất ngôn hạnh oai nghiêm người nghe đều cung kính làm theo siêng năng dũng mãnh từ bỏ biếng lười bỏ hết của cải không tiếc thân mạng xa lìa kiêu mạo từ bỏ dối trá, không nhiễm không cầu, tất cả vì chúng sanh mà diễn bày tránh pháp, chứng đắc sâu xa cùng tột hạnh nhẫn nhục đối với các pháp, không còn điều lo sợ, tâm được thư thái, vượt các cành nghịch, thoát các nghiệp chướng, xua tan tất cả phiền não, giặc oán, dựng cờ tránh pháp, dẹp các tả thuyết. Thành văn độc giác không thể so lường, vì các ngài đã đạt được tự tại đối với tâm, sự tự tại đối với pháp, đã cởi bỏ được sự trở ngại do việc làm sai lầm, sự ngu dốt triền miên, sự hiểu biết cục bộ, chọn pháp tu hành, lý luận trình bày, không có gì là không thông suốt, thâm nhập phương pháp tu hành duyên khởi, sanh diệt. Xa lìa sự hiểu biết cục bộ, sự mê lầm dai dẳng, tháo bỏ các buộc ràng, trí huệ thông đạt các chân lý cao cả, trải qua vô số kiếp, phát nguyện rộng lớn, dung mạo vui vẻ, trước hết nói lời chỉ dẫn xa hẳn nhăn nhó bực dọc nói năng dịu dàng hòa nhã rất khéo khen ngợi tán dương biện tài không vấp ở giữa số đông, oai đức trang nghiêm bình tĩnh, tiến thối tự tại, không gì sợ sệt trăm nghìn ước kiếp khéo nói không cùng. Đối với các phương pháp tu hành, quan sát sâu sắc như ảo ảnh, như quáng nắng, như chiêm bao, như trăng đáy nước, như tiếng vang, như hoa đóm trên không, như ảnh, như bóng sáng, như trò ảo thuật, như ảo thành, tuy đều là không thật, nhưng hiện ra giống như thật, lìa tâm yếu hèn, thuyết pháp không sợ hãi, có khả năng làm theo và chứng nhập vô lượng phương pháp tu hành, biết được tâm tư và ước vọng của loài hữu tình, dùng trí huệ siêu việt mà giáo hóa để giải thoát họ. Đối với các loài hữu tình, tâm không vướng mắc, đạt đến mức cao nhất về khả năng chịu đựng. Đối với sự vô sinh của các pháp, chứng nhập hoàn toàn trí thấu đạt tánh bình đẳng của các pháp, biết đúng như thật về tính chất sâu xa của các pháp, tùy theo ước nguyện của chúng sanh, khéo léo hướng dẫn họ giác ngộ, thường xuyên giảng thuyết phương pháp tu hành duyên khởi một cách khéo léo, đảm nhận nguyện lớn trong vô biên cõi Phật. Đối với vô số các đức Phật trong mười phương đều giữ chánh niệm bình đẳng thường hiện ra trước mặt. Các đức Phật ra đời đều sẵn sàng phụng sự tất cả cũng luôn luôn cầu thình quay bánh xe chánh pháp khoan nhập niết bàn độ vô lượng chúng sanh thường khéo khắc phục diệt trừ các trói buộc do bám chặt vào sự hiểu biết cục bộ và các lửa phiền não của tất cả hữu tình trong giây lát dạo chơi trong ngàn cảnh định làm phát sinh vô biên công đức cao cả những bồ tát này đều đầy đủ công đức vi diệu rộng lớn như vậy dù trải qua vô lượng trăm ngàn ước đại kiếp, khen ngợi cũng không thể hết. Tên của các ngài là Đại Bồ Tát Hiền Thủ, Đại Bồ Tát Biểu Tánh, Đại Bồ Tát Biểu Tạng, Đại Bồ Tát Biểu Thọ, Đại Bồ Tát Đạo Sư, Đại Bồ Tát Nhân Thọ, Đại Bồ Tát Tinh Thọ, Đại Bồ Tát Thần Thọ, Đại Bồ Tát Đế Thọ, Đại Bồ Tát Quảng Tuệ, Đại Bồ Tát Thắng Tuệ, Đại Bồ Tát Thượng Tuệ, Đại Bồ Tát Tăng Trưởng Tuệ, Đại Bồ Tát Vô Biên Tuệ, Đại Bồ Tát Bất Hư Kiến, Đại Bồ Tát Vô Trướng Tuệ, Đại Bồ Tát Thiện Phát Thú, Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh, Đại Bồ Tát Cực Tinh Tiến, Đại Bồ Tát Thường Tinh Tiến, Đại Bồ Tát Thường Gia Hạnh, Đại Bồ Tát Bất Xả Ách, Đại Bồ Tát Nhật Tạng, Đại Bồ Tát Nguyệt Tạng, đại bồ tát vô tỷ tuệ đại bồ tát quán tự tại đại bồ tát đắc đại thế đại bồ tát diệu cát tượng đại bồ tát biểu ấn thủ đại bồ tát tồi ma lực đại bồ tát kim cương tuệ đại bồ tát kim cương tạo đại bồ tát thường cử thủ Đại Bồ Tát Đại Bi Tâm, Đại Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, Đại Bồ Tát Sơn Phong, Đại Bồ Tát Biểu Phong, Đại Bồ Tát Đức Vương, Đại Bồ Tát Từ Thị. Vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ Tát như vậy đều là con của Đấng Vua Pháp, có khả năng tiếp nối ngôi vị Phật mà làm thượng thủ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trên tòa sư tử, tự trải tọa cụ ngồi kiết già thẳng thân chính nguyện an trụ trong niệm hiện tại vào định vương diệu các định khác đều thu nhiếp trong định này vì đây là chỗ lưu xuất các định Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết đúng, nghĩ đúng, từ định vương diệu, ung dung quán chiếu, dùng thiên nhãn thanh tịnh, quan sát thế giới chư Phật trong mười phương, toàn thân thư thái, từ nơi tướng ngàn vòng tròn dưới hai lòng bàn chân, phóng ra sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang, từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai gót chân, bốn mắt cá, hai ống chân, hai bắp chân, hai đầu gối, hai bàn tọa, hai đùi vế, lưng sườn bụng bà vai chữ đức thẳng rốn trên tim giữa ngực hai vú hai nách hai vai hai bắp tay hai khuỷu tay hai bắp tay trên hai cổ tay hai tay hai lòng bàn tay mười ngón tay ót cổ họng mép cằm má trán đầu đỉnh hai mày hai mắt hai tai hai lỗ mũi miệng bốn răng cửa bốn mươi răng tướng lông xoắn giữa mày mỗi bộ phận trong cơ thể đều phóng ra sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang mỗi hào quang này soi sáng cả thế giới ba lần ngàn rồi từ đó lần lượt soi khắp vô số cõi phật trong mười phương trong đó có loài hữu tình nào gặp được hào quang này nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột Lúc bấy giờ, tất cả lỗ chân lông của Đức Thế Tôn đều thông hoạt và phát ra 60 trăm ngàn vô số hào quang. Mỗi hào quang đó đều soi sáng cả thế giới ba lần ngàn, rồi từ đó lần lượt soi khắp vô số cõi Phật trong mười phương, trong đó có hữu tình nào gặp được hào quang này nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ từ thân đức thế tôn phát ra hào quang thường xoay khắp cả thế giới ba lần ngàn rồi từ đó lần lượt xoay khắp vô số cõi phật trong mười phương trong đó có hữu tình nào gặp được hào quang này nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tổ Lúc bấy giờ từ miệng Đức Thế Tôn phát ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả thế giới ba lần ngàn, vui vẻ mỉm cười. Lại từ tướng lưỡi rộng dài đó tuôn ra vô lượng trăm ngàn vô số hào quang, hào quang đó nhiều màu sắc từ trong mỗi hào quang nhiều màu đó hiện ra hoa sen báu, hoa đó có ngàn cánh, đều là màu vàng ròng, có các báu trang nghiêm, theo rẻ đẹp đẽ, thật dễ ưa thích, mùi thơm ngào ngạt, sông thơm trùng khắp, nịn trơn nhẹ nhàng, tiếp xúc thì xanh niềm vui thanh thoát, trong đài của các hoa đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp âm vi diệu mỗi mỗi pháp âm đều nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa loài hữu tình nào nghe được thì nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột rồi từ đó lần lượt biến khắp vô số cõi phật trong mười phương nói pháp lợi ích cũng đều như vậy Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn không rời chỗ ngồi, nhập định sư tử dạo chơi, hiện sức thần thông khiến cho thế giới ba lần ngàn này phát ra sáu loại biến động. Động, động rất mạnh, cùng động rất mạnh phun phun rất mạnh cùng phun rất mạnh rung rung rất mạnh cùng rung rất mạnh chạm chạm rất chạm cùng chạm rất mạnh giống giống rất mạnh cùng giống rất mạnh nổ nổ rất mạnh cùng nổ rất mạnh lại khiến cho cõi này đông nổi tây chìm tây nổi đông chìm nam nổi bắc chìm bắc nồi nam chìm ở giữa nồi chung quanh chìm chung quanh nồi ở giữa chìm cõi này trở nên trong sạch sáng mát êm ả à, sinh ra các loài hữu tình lợi ích an vui khi ấy thế giới ba lần ngàn này có bao nhiêu cảnh địa ngục xúc xanh ngạ quỷ và các hầm ác thú hung hiểm khốn khổ khác tất cả hữu tình đều lìa nạn khổ từ đây chết rồi được sinh vào cõi người và sáu cảnh trời trong cõi dục đều nhớ kiếp trước vui mừng nhảy nhót cùng đến chỗ phật với tâm thanh tịnh đầu lại chân phật rồi từ đây lần lượt biến khắp vô số cõi phật trong mười phương do thần lực phật có sáu loại biến động lúc đó các loài ác thú của thế giới kia và tất cả hữu tình đều lìa nạn khổ từ đây chết rồi được sanh vào cõi người và sáu cảnh trời trong cõi dục đều nhớ kiếp trước vui mừng nhảy nhót mỗi loài ở trong cõi mình đều đến chỗ phật đầu lại chân phật khi ấy thế giới ba lần ngàn này và vô số thế giới hữu tình khác trong mười phương người mù thấy được người điếc nghe được người câm nói được người điên tình trí người loạn được yên người nghèo được giàu người không y phục được y phục người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác quan được đầy đủ, người mê được tỉnh, người mệt mỏi được khỏe khoắn. Khi ấy các loài hữu tình với tâm bình đẳng, đối đãi nhau như cha mẹ, như anh em, như chị em, như thân hữu, như bà con, lìa lối sống nói xuyên tạc, tu theo lối sống nói ngay thẳng, lìa nếp sống làm 10 điều ác. Tu theo nếp sống làm mười điều lành, lìa tư tưởng ác, tu theo tư tưởng thiện, lìa hạnh không thanh tịnh, tu theo hạnh thanh tịnh, thích sạch, bỏ dơ, ưa yên tĩnh, bỏ ồn ào, thân tâm, thư thới. Liền sách niềm vui thanh thoát như người tu hành vào định thứ ba, lại có trí tuệ cao tột, bỗng chốc phát sinh, khởi lên ý nghĩ ban cho rộng khắp, điều hòa, khắc phục, an ổn, chịu đựng, tiến tới mạnh mẽ, vắng lặng hoàn toàn, quán sát chín chắn, nề hẳn phóng túng, tu hành thanh tịnh. Đối với các loài hữu tình, từ bi hỷ xả không gây dối nhau thật là tốt đẹp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trên tòa sư tử, phóng hào quang đặc biệt, Quái đức lớn lao ánh sáng phủ khắp thế giới ba lần ngàn và cả vô số cõi phật trong mười phương núi tô mê lô núi luân vi và còn tất cả thần rồng cung trời cho đến cõi tịnh cư cũng đều được chiếu khắp như trăng tròn mùa thu làm mờ các vì sao như mặt trời mùa hạ ánh sáng làm nhòa các sắc như bốn ngọn đài bạo